tâm nó đến từ mọi phía, thì Thành cũng muốn hỏi quý vị là quý vị xem cái tập vừa rồi quý vị thấy nó có hay không ạ? Thành muốn cái điều đó nó đến từ quý vị khán giả nhà báo chứ nhiều hơn là fan club của Tuấn ở đây ha. Các anh chị nhà báo xem mình, bây giờ Thành hỏi cái này thôi, là mình có cảm giác giống như nãy giờ mình đang xem phim rạp không? Dạ cũng có đúng không ạ? Ok, thì thế này, thì tôi đến đây thì tôi xem, tôi thấy cái trailer thì bắt đầu thấy cũng khá là hay, hấp dẫn. Và tôi, nếu mà tôi là một khán giả tôi xem cái trailer, tôi muốn biết cái phim nó nói cái gì. Mà thường thì người ta làm cái trailer hay thì phim nó hay ngược lại. Và cái điều này ngày hôm nay thì nó lại không đúng với cái lẽ thường tình đó. Phim hay luôn. Dạ. Thật ra thì tôi cũng ít đi họp báo lắm, tại vì tôi cũng rất là bận. Nhưng mà hôm nay cũng may mắn là vì cái lịch quay tôi thì không có. Thì vô tình thì tôi cũng sắp xếp được tôi tham gia, thì tôi cũng rất là quý Tuấn Trần, là một đứa em nó làm việc rất là nghiêm túc và nó yêu nghề hơn là tôi tưởng tượng. Thì tôi cũng khá là quan tâm tới những sản phẩm nó sắp làm, tại vì khi tôi làm việc các Tuấn nó cũng khá là tiếp thu rồi lắng nghe học hỏi được nhiều lắm. Anh tưởng rằng mỗi một bước phát triển của nó thì mình cảm thấy là, nếu như em mình nó giỏi hơn thì mình cảm thấy là mình mừng cho nó. Cái đợt trước tôi đi xem cái 21 ngày yêu em thì tôi thấy là phim nó vẫn là web drama, coi nó cũng nó thú thật, là nếu em có buồn em cũng có chia sẻ thật, thì nó vẫn là web drama, coi nó có cái gì đó nó hơi non nớt, nó hơi gói ghém trong cái kiểu mà mình xem cho đáng yêu vậy thôi. Thì mình xem tới cái xin chào papa này thì hồi nãy tôi thấy tôi ngồi tôi nói hay hơn tôi tưởng tượng nhiều, hay hơn rất là nhiều. Ít ra nó cho mình cái cảm giác là mình đang ngồi xem phim rạp luôn, mình vào cái rạp mà mình xem y như là mình đang ngồi xem phim rạp vậy đó. Thì cái thứ nhất là cái điều đáng khen ở đây là cái khâu dựng phim, thì nãy có thấy là hình như là Huy Trần với Tuấn là hai người là đạo diễn và cả diễn viên chính cùng dựng. Thì cái dựng phim này là cái dựng phim tiêu chuẩn của điện ảnh, nó không phải là dựng phim tiêu chuẩn web drama. Và đó là cái điều mà tôi có làm ở Bố Già, tại vì tôi muốn là mặc dù tôi làm web drama mang cái tiếng nó là web drama thôi, nhưng mà mình nên dựng phim theo cái tiêu chuẩn điện ảnh để khán giả họ xem được cái chất lượng tốt nhất. Tại vì mình cũng lỡ đầu tư rồi thì thật ra web drama với điện ảnh cũng là quay thôi quý vị ạ. Thì mình về mình dựng sao cho nó kỹ thì người khán giả họ có hồi thích hơn. Thì hồi nãy là Tuấn làm được cái điều đó đầu tiên. Cái thứ hai á, là quan trọng hơn hết là mình thấy là cái kịch bản là có một cái câu chuyện. Ngay cả từ cái tập 1 thôi mình xem mình thấy nó có một câu chuyện và mình muốn coi có cái chuyện gì nó xảy ra kế tiếp. Cái điều đáng khen thứ ba đó là cái dress code, cái cách mà các diễn viên trong phim ăn mặc rất tốt. Tôi không biết là có can thiệp của stylist nào hay không, nhưng mà tôi thấy là mọi thứ được chỉnh chu. Những cái nhân vật khi mà người tạo hình ra thôi là mình thấy mình tin cái nhân vật đó là cái vai đó. Cái khâu ăn mặc rất tốt, tại vì quý vị biết là phim nó khổ, nhưng nó từng cái khâu nhỏ gì đó mà cộng lại nó mới ra được cái phim hay. Và cái khâu kế tiếp mà tôi thấy là cái phần chọn nhạc cũng khá tốt, tại vì khi mà dựng phim mà âm nhạc nó không hỗ trợ cho cái tình huống diễn xuất thì cái phim nó dễ làm tại đứt mút lắm. Chọn vai cũng đáng yêu nữa. Hôm nay tôi cười khá nhiều chỗ đoạn của anh Lê Nam với lại của Phát La, rất là duyên dáng, dễ thương. Và cái sự chọn vai thì tôi thấy là khá hợp. Lúc đầu tôi nhìn vào cái dàn diễn viên thì tôi nói đa số là người mới không, tôi cũng hơi lo lắng. Tôi nói là bây giờ giữa thị trường những web drama đa số là các ngôi sao nhiều, rồi khi người ta mời cũng mời khách mời đông, thì với một web drama mà những người mới như vậy thì không biết là có thu hút hay không. Tôi rất là lo cho thằng em của tôi. Nhưng mà cái này thì mình nói yên tâm được ở chỗ là cái chất lượng nó sẽ kéo khách, và những cái con người này sau cái web drama này sẽ được người ta yêu thương. Ít nhất là tôi feel được cái điều đó. Tôi cảm thấy là họ làm rất tốt cái vai diễn của mình. Cái câu chữ nó sạch sẽ, nó cho mình cảm giác coi thích. Và giữa những cái thị trường là hiện nay mọi người đang làm mọi cái mà nó nhanh á, theo kiểu là theo tiến độ á, thì ít ra mình thấy được ở đây có một cái sản phẩm là không làm theo tiến độ mà làm theo chất lượng, làm theo cái
cái gọi là cái nư của diễn viên nó làm cho đã cái nư của nó. Để ra tôi nghĩ là hy vọng rằng là với cái sự đầu tư chỉnh chu này thì web drama này sẽ được khán giả đón nhận. Xin cảm ơn MC Trấn Thành. Anh ơi, cho em xin phép được nhờ anh so sánh một chút xíu đi, vì anh cũng đã đồng hành với Tuấn trong dự án Bố Già và Vai Sang. Vậy thì có sự khác nhau giữa Vai Sang và Vai Hoàng này, anh cảm nhận ở thước phim đầu tiên này không anh? Khác nhiều chứ, dĩ nhiên mình thấy cái tạo hình nhân vật là đã khác nhiều rồi, tính cách hai nhân vật này cũng khác nhau nhiều. Diễn xuất anh, diễn xuất thì dĩ nhiên thấy trong vai diễn này Tuấn có trưởng thành hơn, nhưng mà dĩ nhiên sẽ có những điều phải nói để anh em tôi nói riêng nhau. Tôi sẽ không nói với bạn, cảm ơn. Thiệt luôn á, cảm ơn anh. Rồi bây giờ chắc là có Tuấn có vài lời gì với anh rất là nhiều. Còn cái chuyện riêng mà về diễn xuất á thì có gì anh email cho em nha. Anh cũng cảm ơn em rất nhiều lắm. Anh cũng cảm ơn em, nhưng mà em có một câu hỏi này em muốn đặt là tại sao em cảm ơn anh Thành mà em cảm ơn Harry thôi, trong khi người đó lại lớn hơn anh 2 tuổi. Tôi muốn nghe từ Harry được không? Có gì kêu tôi dạ. Ok. Mà tôi hỏi người ta chứ tôi có hỏi cô đâu mà cô trả lời. Muốn như vậy. Trời ơi. Xuống luôn. Chẳng lẽ tại sao anh gọi kêu em là em, trong khi anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Đúng. Em có hay nói là trong showbiz này anh Trấn Thành chặt rất là nhiều người vậy, lúc nào anh cũng bị chặt bởi một người nha anh. Tôi không muốn chặt, tôi chứ không phải là tôi không thể chặt, hiểu không? Tôi chặt xong về nhà hậu quả nó khó lường lắm. Một lần nữa xin được cảm ơn cặp đôi nghệ sĩ Trấn Thành và Harry. Mày không lâu tao xuống nữa. Dạ em không, tôi anh được đâu. Em cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều, cảm ơn Harry Won. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với ekip làm phim của Xin Chào Papa. Chúng tôi cũng xin được thông tin với tất cả quý vị là bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, hơn 20 giờ rồi, và link trên YouTube cũng đã bắt đầu hoạt động. Nếu mà quý vị ngay bây giờ thì chúng ta... Anh ơi, cái câu hỏi riêng này có liên quan tới em. Ủa, lại em nữa hả? Tại vì như nãy Trấn Thành nói á, là ít có khi nào Trấn Thành tới đây để mà dựng tới họp báo. Vì vì Tuấn Trần là một người em rất quý nên tính Trấn Thành tính đây dự. Nhưng mà điều có cái các anh quan sát thấy một có một điều là nó không biết là để cái một cái gọi là tự, nó gọi là cái duyên hay là một cái tự nhiên. Thì anh thấy là hôm nay anh Trấn Thành cũng có đeo một cái đồng hồ mà anh nhìn qua lại anh cũng thấy là Tuấn Trần cũng có đeo một cái đồng hồ. Hai cái mà nó có một vấn đề, cho nên anh muốn là có thể là cái này cái duyên hay là một cái gì đó. Và hay là Phan cho anh hỏi hết rồi, hãy trả lời. Cho em trả lời cái này. Phan cho anh cái đồng hồ này là em mua cho chồng em nhân dịp sinh nhật. Nhưng mà mua xong rồi thì tự nhiên tới dịch em cũng hết tiền, em mệt lắm. Hết rồi. Rồi anh hỏi tức Phan Phan. Vậy còn hỏi. Nói gì hết. Không, cho anh hỏi là không biết là cái đồng hồ này là Tuấn Trần mua hay là đây là một cái tiền cách xê mà Tuấn Trần đóng phim Bố Già mà anh Trấn Thành đã trả tiền cho em. Thật ra thì đầu tiên em xin anh muốn là trả lời câu hỏi nào trước, câu này trước đi, hai câu nào cũng được. Vậy đầu tiên thì em trả lời về cái đồng hồ trước đi ha. Về về bản thân á, là anh em á là rất là thích về thời trang đó. Nếu mà mọi người nhìn kỹ thì anh em cùng chung một brand thôi. Dạ, nhưng mà cái kiểu nó khác, tại vì ví dụ như là anh Thành sẽ có một cái style riêng của anh Thành và em sẽ có một style riêng của em, và giống như là hai anh em nó chỉ dừng lại cái mức là kiểu giống như là hai anh em rất là thích về thời trang, cho nên là đó như mọi người thấy nè, anh xin kiểu đó là một người rất là fashion nè. Không. Vậy hai cái đồng hồ đưa lên coi nó có đây. Khác không? Dạ khác chứ quý vị. Dạ cái đồng hồ của em có thể mua được 3-4 cái của nó. Nên dạ thật sự ra nói thiệt, cái đồng hồ này là vợ em tặng sinh nhật. Vợ em dạo này dữ lắm,
Tại vì em có tặng cho vợ em những cái, cũng mua được 3-4 cái này. Thử ra nó tặng lại em cái, coi như kiểu trả nợ. Nhưng mà nói chứ là thực ra là cảm ơn mà trả nha. Bố tình thôi thì thấy là Tuấn nó cũng đúng là tôi rất là thích fashion. Và quý vị thấy là tôi lúc nào cũng hả? Fashion hả? Fashion. Thì tôi là cái người rất là thích fashion và tôi hay dạ, thực ra là cái này nó có 3-4 cái lần. Nó giỡn thôi. Vô tình thì thấy Tuấn cũng có đeo cái này. Tại vì cái này cũng không phải là, em thấy dạo này hiện như là cả thế giới đang bu nhau đeo Rolex. Hồi hôm qua em vô em thấy Bảo Anh nó đi quay giọng mãi giọng mai, nó cũng đeo một chiếc. Rồi Nhật Kim Anh cũng đeo. Rồi anh Đức chưa đeo. Chưa. Trịnh Thăng Bình nó thấy em mua nó cũng nhá nhem định đeo. Nó đang kêu em nhường lại hai cái kia cho nó, nhưng không, em không nhường. Quang Trung nó cũng mới mua một cái, nha quý vị nha. Dạo này em thấy làm như ở đây nó bán rẻ lắm hay sao mà nghệ sĩ Việt Nam chúng ta rất nhiều người đeo Rolex nha quý vị. Dạ, em chỉ nói vậy thôi chứ không riêng gì Tuấn rằng. Dạ vâng. Còn em thì cái đồng hồ này á, mọi người sẽ có một cái ý nghĩa là đeo để mình fashion. Còn em thì cái đồng hồ này nó rất là ý nghĩa với em là tại vì em mua nó vào dịp sinh nhật của em. Bản thân của em thì em rất... Anh Thành cho em đang điếp anh.